Khoảnh khắc thú vị này được ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Classery, Nam Phi, theo lời của người chứng kiến, một con hươu cao cổ đang thong dong kiếm ăn thì bất ngờ lọt vào tầm ngắm của bầy sư tử, những kẻ săn mồi đã rình dập và chờ con hươu cúi đầu xuống thì lập tức nhảy lên người tấn công, trong hình ảnh ghi được có thể thấy, một con sư tử cái đã nhảy lên cắn vào lưng hươu cao cổ, trong khi đó, hai con khác bám lấy chân sau để cố quật ngã con mồi dù chỉ có một mình hưu cao cổ vẫn kiên cường bám trụ và cố gắng di chuyển suốt bốn tiếng vật lộn con hưu cao cổ dính không ít vết thương trên người tuy nhiên nó vẫn cố vung chân đá ngã một con trong bầy rồi thoát ra khỏi vòng vây cuộc chiến kéo dài đã khiến bầy sư tử đuối sức cuối cùng chúng đành bỏ cuộc và buông tha cho con mồi lì lợm này được biết đoạn phim đầy kịch tính này được hướng dẫn viên du lịch emily whiting ghi lại cô cho biết suốt cuộc đời dẫn khách tới khu bảo tồn của mình chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng thú vị như vậy